Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt ở sân bay Thái Lan. Hôm nay thì mình được FC Online đưa đi sang Thái Lan để tham dự một buổi meeting với lại huyền thoại Lothar Matthäus. Như các bạn chơi FC Online thì biết rồi, Lothar Matthäus là huyền thoại tiền vệ trung tâm của Đức. Thì lần này chuyến đi của mình sẽ bao gồm các anh em KOL của FC Online. Ở đây chúng ta có Tú và Lee Harry. Lee Harry, hình như đây là lần đầu Lee Harry sang Thái, thì không biết là em muốn trải nghiệm điều gì bên Thái nhỉ? Biết độc lạ, cái đặc sự trải nghiệm thôi. Em lần đầu em sang Thái. Trai Thái. Trai Thái. Trai Thái à? Em tưởng là bên này là trai hay gái, mình không xác định rõ là. Anh còn biết là trai hay gái rồi nào? Đúng rồi sao? Không, em nghe bảo là lần thứ hai mình sang Thái rồi, nên là mình sẽ cố gắng trải nghiệm những gì mình đã chưa trải nghiệm bên này anh em ạ. À, anh em chung chùa đón nhé. Thế là tôi nghĩ là vẫn là trai Thái. Tiện đồng hành chuyến đi lần này thì mình có hỏi qua bên FC Online cũng như là chuyến đi, thì mình thấy là format cũng khá là ngắn, chỉ có buổi meeting ngày hôm nay với lại mai di chuyển cũng như là đi tham quan một chút thôi, cho nên là mình có xin phép mọi người là đưa thêm bố mình đi, tại vì sắp tới là bắt đầu chuẩn bị vào vụ tôm rồi, nên là đưa anh lớn đi sang bên này tham quan một xíu. Đây anh lớn. Đây các ông thấy không, đây bố tôi này, trông rất là phong độ, trông cái form người bố tôi với tôi nó khác hoàn toàn nhau, đi như kiểu là số 1 với số 0 vậy. Thì đây lần thứ hai của mình sang Thái, lần trước thì mình có đi ở lần cách đây 2 năm rồi, thì đó là chuyến đi mà MU đã thắng Liverpool 4-0. Hôm nay sang đây thì gặp Matthäus cũng như là trải nghiệm xem là Thái Lan sau 2 năm có gì thay đổi hay không, hoặc là có gì hay ho hơn không thì chúng ta cùng theo dõi nhé. Thì chuyến đi nó cũng hơi ngắn thôi, nhưng là mình không biết là vlog có dài hay không, và hy vọng mọi người sẽ trải nghiệm cùng mình xem đợt này có gì hay nhé. Đây rồi, sau khi gặp đoàn trong thành phố Hồ Chí Minh và gặp hướng dẫn viên thì lần này bọn mình được ăn kiểu khác, phải không? Bọn mình sẽ được ăn theo kiểu là cầm một cái thẻ và trong này sẽ có 900 bạt. Rồi sau đó mình sẽ vào một khu, đây đằng sau đây, Magic Food Point Airport Street Food. Đây, đây. Và trong này, vào trong này mình sẽ thích món gì mình sẽ quẹt cái đó. Ui, trông khá là hấp dẫn ấy chứ nhỉ. Đây, kem này, sushi. Ủa nhưng mà sang đây mình phải ăn cái gì để nó khác khác một xíu nhỉ? Đây chúng ta có mì. À không, đây là cơm với thịt heo. Trông có vẻ nhiều thứ nhỉ? Khó chọn đấy. Tính ra như lần trước, cái lần bữa đầu tiên mình đến Thái Lan thì đi ăn ở nhà hàng thì ăn gì người ta bê sẵn ra luôn, đỡ phải lựa chọn. À đây rồi, bát Thái. Đây là một món đặc trưng này. Tôi sẽ gọi bố tôi để ăn thử cái món này. Ui, gà này, tôi đoán đây chắc là cơm gà cam bông. Ui, nhìn quả nước sốt của nó này, trông cay vãi. Bố thích ăn cái gì? Đây, cơm gà này, lòng này. Mình có 900 bạt. Cần đưa cái thẻ không? Có đưa thẻ cho người ta. Uầy, trồng miếng thịt heo ngon đấy. Uầy, juicy. Đây là thành phẩm. Đấy, xong bố chọn một cái bàn ở đấy, xong bố ngồi ăn. Tôi cũng khá là thích ăn chân giò, nhưng mà tôi đang nghĩ là tôi vẫn nên ăn tạt Thái anh không ạ. Đây, tôi sẽ chọn một cái này, bạt Thái tôm. Đây, đây là phần bạt Thái của tôi. Trông có vẻ dễ ăn hơn đấy. Ở bên trong này nó sẽ là quầy nước, trà sữa, các thứ hoa quả thì rất nhiên rồi, chúng ta ăn thì còn phải có uống đúng không? Trong menu này thôi nhở, để xin tố Việt quất đi. Chu ngắt này phê và sườn ngắt luôn. Uầy, mát vãi. Mát à? Được, ok, tôi chắc cũng gọi cái này thử em ạ. Đúng rồi, phải gọi đấy bạn ơi. Ê, trong này giống kiểu ây ông nhở.
Nhưng mà chỗ này fan hơn Aeon nhiều. Thì nó vẫn chưa ổn. Lâu. Nhưng mà bị cần giống ạ, không giống không. Bị đông ấy. Giống mô hình luôn thật. Tìm chỗ ăn thấy khó. Đến lúc ăn rồi các ông ơi. Xoáy thử món pad thái. Bên này thì chắc là vị nó sẽ kiểu chua chua cay hay cay cay hơn ở bên Việt Nam. Việt Nam mình ăn thì kiểu nó thiên ngọt hơn một chút. Thử cái này. Bố ăn thử không? Ăn thử đi. Nó không cay đâu. Tại sao? Nó giống kiểu phở xào bên mình á. Ăn hai miếng mà chưa hiểu vị của nó là cái gì luôn ấy. Tôm không tươi lắm. Hơi cay. Có phần thơm hơn. Tôi đánh giá là thơm hơn ở Việt Nam mình. Nó đặc trưng mùi mắm Thái, nhiều gia vị. Không thấy là họ trộn khá là nhiều sốt đấy. Nhưng mà tôi thấy không ngon lắm. Đây bạn ăn thử đi. Đây là món pad Thái. Pad Thái lần trước cũng ăn rồi mà đi hôm chợ đêm ăn thật rồi. Đúng ngon, cay cay, ngọt ngọt lắm. Ngon mà. Ngon không? Cái kiểu miếng miếng mì mà nó trứng hải sản. Thôi tôi thấy không ngon lắm nhỉ? Nhưng mà nhìn Nó hơi ngọt. Mà nó hơi nguội rồi. Đây, nghe ba. Uầy, cái này trông hấp dẫn quá nhỉ? Nó kiểu vị đặc trưng ấy. Sao? Ngon. Chua ngọt đúng không? Ngọt. Hơi ít cay thôi. Không, em ăn phạt Thái ở Việt Nam rồi. Ở Việt Nam nhưng mà nó nhưng mà này ngon hơn. Vị nó khác ấy. Cái này làm chuẩn Thái hơn này. Ừ, nhưng mà sao anh thấy Việt Nam ngon hơn nhỉ? Sao anh hợp đồ Việt Nam hơn? Cơm tú đây anh em ơi. Đây là tôm sốt cay kiểu Thái, cả Tú với cả Hải đều ăn. Đây anh em ơi. Uầy, bạn trải nghiệm trước, bạn trải nghiệm trước đi. Em đọc thấy có chicken mà. Và sao trong này mấy nước cũng nhỉ? Ăn đi Hải ơi. Thử đi. Đây. Huy ăn gì đấy Huy? Của em ăn là... À, món này là mì trộn bét. Nhiều thứ này. Đây là mì trộn con nết. Trông được ấy, ăn thử đi, ăn thử đi. Ống xúc nguyên một muỗng đường này nè, cầm vào, xong rồi nước mắm là cực. Cái suất cơm này là 160, tương ứng với đâu đó khoảng 100.000 tiền Việt. Ơi, cái tôm này nó nhiều ớt vãi. Cay nha. Sợ vãi. Ăn chuẩn này chúng ta sẽ có một miếng tôm này, một ít trứng này, cơm này. Đây ạ. Ngon mày. Vừa ấy, hổ vị á. Ngon. Tí là đối. Em mua được cay đi mới hỏi thấy được. Lẹ, cay đấy. Một cay vãi. Quy đi tính lại tôi thấy là bạt Thái thôi là đỉnh. Cái cơm của bố ăn ngon không? Mặc dù là tôi chấm điểm nó thấp nhưng mà nó dễ ăn. Mình muốn kia cay vãi. Tôi sẽ đi mua xôi xoài để ăn. Xôi xoài. Xôi xoài 60 bạt. Ê trông. Trông cái hộp nó bé xíu đáng yêu vậy. Ừ. Trông này. Đây có cả quầy bánh không ạ? Thank you. Dưới lên bố ạ. Hình như nó còn cả đây này, cả đậu xanh nữa này. Đây bố cho cả đậu xanh vào. Này tôi ăn nhiều rồi. Nhưng mà khi mà đi ăn bên Thái, xôi xoài bên Thái nó vẫn là một cái gì đấy. Ăn nó khác biệt lắm. Chết. Xoài mới để ngọt. Ngọt không bố? Tí này là mấy mươi, 60 bạc đó. 60 bạc. 50 nghìn đấy. Đúng rồi, giá thế đúng rồi. 50 nghìn tiền tuyệt. Nói chung đối với cá nhân tôi thì những cái món tôi vừa ăn ấy là anh em nào sang Thái nên ăn. Một là bạt Thái, hai là xôi xoài.
tôm yum nữa. Những món đặc trưng mà nó dễ ăn. À, sườn cay nữa không ạ? Sườn cay ok la, nhưng mà tôi nghĩ ông nào sang đây ăn mà kiểu bụng yếu thì chắc là phải mang theo thuốc đi ngoài nữa đấy. Dễ lắm. Làm tí bạt thái xong rồi xôi xoài, làm lửa ly nước nữa thì trông có vẻ no vãi nồi. Bây giờ 1 giờ rồi thì đội tôi sẽ phải di chuyển sang chỗ Siam Paragon gì đó. Nhưng mà đánh giá là đi ăn còn được cầm cả tiền thừa về cơ các ông ạ. Ê xê, liu tiêu diêu, bây giờ anh em di chuyển cùng mình nhé. Các ông nhìn trời này, thật khủng khiếp. Nóng vãi nồi. Nhiệt độ ở đây thì tôi nghe nói là rơi vào khoảng tầm hiện tại đang khoảng tầm 34-35 độ. Tôi thấy là nó cũng không khác gì 2 năm trước không ạ. Nó cũng thế cả thôi. Yo, và bây giờ mình đã có mặt tại Siam Paragon. Đây sẽ là địa điểm để bọn mình sẽ có một buổi meeting với lại Lothar Matthäus. Hôm nay là chủ nhật cho nên là trong trung tâm thương mại quanh quanh đây cũng khá là đông. Uầy, tôi vừa tranh thủ ngủ được một giấc không ạ? Yeah, nó là trung tâm thương mại ấy. Tôi chừng lạc nha, ở đây đông lắm. Rồi. Không nhớ là trước rồi, tôi đi đây chưa? Dạ. Youtuber. Dạ. Bình thường á, những cái trung tâm thương mại ở Thái Lan nó giống không hề vâng. Với nhau. Vâng. Nó đều là mang tên là Sa Giảm, nhưng mà nó là Sa Giảm Paragon, Icon Sa Giảm. Nhưng mà Icon Sa Giảm là to nhất đúng không anh? Icon Sa Giảm là mới nhất. À mới nhất ạ. Mới nhất nhưng mà nó nằm ở bên bờ cũ nha. Kinh đô mới đó, nó hết diện tích đất rồi. À. Cho nên là Icon Sa Giảm phải qua bên kinh đô cũ, bên trường đại thứ ba đó. Thì bên đó nó có mới có cái quỹ dự án đất để nó làm trung tâm thương mại lớn nhất và đẹp nhất của của Bangkok. Dạ. Đi lên đây, lên đây. Mình sẽ làm ở lầu mấy hả anh? Lầu 5. À lầu 5 ạ. Nói chung là bên Thái này trung tâm thương mại nó nhiều. Đi kiểu của nó bị cứ bị kiểu quen quen đấy. Quang về mua quả gì vợ. À thôi, tôi từ chối. Không, mình đi thang máy. Đây là liên thông mà, liên thông thôi. Tôi không nhớ là tôi đã đến đây chưa, nhưng mà hình như là rồi. Tại vì tôi nhớ cái Louis Vuitton này là trước tôi định vào này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thang máy. Lên trên đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thang lên tầng 5. Ui, đẹp vãi. Đấy, tôi có thấy mấy cái bức tranh trông kiểu Weibo vãi. Nhưng mà đẹp. Khu này như kiểu là một khu gì đấy liên quan đến đồ công nghệ một chút. Trời, trông khu này ok like chứ nhỉ? Anh em mình view một PC mới đây được. Ờ, hay. Làm tay thử nhỉ? Làm cho anh bộ em ấy. Ui, PC mới đây. Bộ hồng này. Bộ này vợ tôi mà thấy đừng trách. Anh em nhìn thấy ông mê không? Ui, wow. Thực ra nó cũng chỉ là trung tâm thương mại thôi mọi người. Rồi, mời các em ơi. Đây rồi, lên tầng 5, lên tầng 5. Trên này là rạp phim có không ạ? Ui, phim gì hấp dẫn vậy? Biết bạn nick của tôi đâu rồi. Các em ơi, đây rồi. Nhìn lại xíu nè. Tôi gặp được người quen rồi. Hello, Saddam. Nice to meet you. How are you? You are from Vietnam. Yeah. Very good. It's been 4 months. 4 months? Mm. Yeah, right? Yeah. Yeah. I know him. Yeah, came in. Hello. Yeah. Very good. Nice to meet you. Thank you. Hey Saddam, where is Nick? Yeah. Where is Nick? Nick coming. Incoming. Yeah. He will be around 30 minutes. Yeah. Oh, remember me? Yeah, I remember. We met in Korean. Korea. Yeah. Ơi, chết là mình có xin được chữ ký không nhỉ? Biết áo như này có xin được không ta? Được phát rồi à? Không, áo này là áo em chuẩn bị ở nhà. Tôi sẽ được phát một cái vòng tay cũng như là một cái poster áo Đức của Lothar Matthäus. Và bây giờ bọn mình sẽ được nhận áo. Em ơi, em ơi. Đây em ơi. Đây em có áo. Đi Việt Nam friend. Oh, Bill. Big friend. How are you? So,
How long you stay in Bangkok? Just 10 minutes. That's why here. Just today? Yeah. Just today. Not to not sleep? No. Why? I'm very tired. Okay. I'm very tired and oh. I just wanted to. Oh, yeah. I can advise you. I will tell you over to you. Did you first? Hi. Deal. Hello. Hello. Đây là Nick thì chắc anh em biết rồi, quá nhiều rồi. Hey, I can I have a pen? Pen white. You have? Then pen white. I think they have. You have pen? I don't have but I think they have. Oh. Yeah. Mình đang lo là sẽ không có. You're back color, right? Yeah. So you want mine? Me? Sai? Hình như anh em này đang định thay áo. Anh em thay áo luôn à? Thay gì áo gì? Thay gì? Mình cầm áo đi thôi. Để thử thôi. Vừa mới cuối. Bạn mặc gì? XL không vừa đó. 2XL. Anh 2XL là XL mà. Có cái này còn 2XL, 4L có sợ hơi béo. Hey Nick. Hi. This is my dad. Oh, สวัสดีครับ. Hi. My name is Nick. Nick, what do you think about Man U with Liverpool? Zamat. It's just a FA Cup. 4-3. Just a FA Cup. No. 4-3. Good game. Good game. Yeah. Good game. Liverpool this season 3 champs. Three champions? Yes, farewell Jürgen Klopp. About Jürgen Klopp? Yes, this is the last season, right? The last season? Yes, this is for Klopp. We will got 3 champs for him. Mm, yeah. 3! Premier League? Premier League, yeah. Europa League. And yeah, Europa League. And League Cup or Carabao Cup. Mm. Now, check one. Yeah, I mean Carabao Cup. Yes. Yes. Oh, Carabao Cup. Yeah. I got it already. Yeah. Yes. From Man U to Liverpool, Carabao Cup. Mm. Last year is yours, right? From you to me, from Man U to Liverpool. Oh. Carabao Cup. Yeah. Deki. He's a Man U fan too. Here. I know him. Yeah, he's. I know him. He's my partner. Yeah. Yeah. We met in Korea. He's a Man U fan. Sure, like. Oh man, but wrong year. Just kidding. Nào gặp Nick kiểu vui vãi, mặc dù là nhiều khi mình với Nick nói chuyện với nhau mình chả hiểu đéo gì cả nhưng mà vẫn vui. Đây là tiền vệ trung tâm của chúng ta, người có vũ bộ chỉ số quá khủng khiếp, lâu tham ma thớt. Ok, bây giờ chụp tập thể trước đi, chúc mà hồi đau lắm thì anh nhận sau. Ok. Ở đây thì tôi check qua thì có quả đĩa bạc của Bundesliga và ma thớt đang chụp hình với cái đĩa bạc đấy. Nói chung là trên tay tôi nó sẽ có cái mã số này, xong đến khi đến con số này thì bọn tôi sẽ được lên chụp hình xin chữ ký của ma thớt. Nhưng mà số 151 được trông là có vẻ hơi xa không ạ? Sẽ là áp lót thứ nó là hạt luôn á, hạt luôn á. Chứ mà khỏi lớn đấy cái em không muốn phải hạt trong đường đâu. สรุปเท่าไหร่ 9,500 9,500 ครับ 9,500 นะ 9,500 โอ้ความจำดีมากนึกนานเลยจำอีกโอ้วะใส่ไม้เล่นนี่ละ3 game เร็วเลยนะ cả 3 anh em tôi sẽcó một chút thử thách cho dành cho Lothar Matthäus. Xịt cái đéo được nhở? Kẹt luôn nhảy bậc. Xịt làm sao được? Upgrade. Oh, okay. I think it's my first. Yeah. Okay. Hello. Straight. Yeah. เมื่อกี้พูดคุยกันสนุกสนานนะคือดอกแต่มีคนที่เฟรนลี่มากใช่คนที่สนุกอัพเดทยูเซลฟ์แล้วก็คุยสนุกมาก Sorry what is the problem คือว่าไปถึงอะไรที่รักก็สาวOh, as a moment, it's yourself. It's not allowed. Yeah.
One click. Ma thú. Ngay khi ma thú ở đây. Đây, bạn đứng ở đây. Ok. Lên hay không lên, lên hay không lên. Hết rồi các ông bạn, trong sự kiện nó thế là hết rồi đấy. Tại vì đông quá cho nên là lâu tham ma thớt thì cũng hơi ngại click một phát. Thế cho nên là thôi. Đây là chữ ký. Yeah. Thôi thế xong rồi các em. Về tắm rửa xong rồi tối đi chơi. Chế đâm ta. Bài đây cả. Chế đâm. It's okay. Show me. Yeah. I took loan. You like it? This one. Oh. This is a signature of Oliver Khan. Oh, Oliver Khan and Lothar Matthäus. Ah, yeah. And very nice. James. James Rodriguez. James Rodriguez. Yeah. Oh, nice. Oh, you get to me. Anh em hai em mình vào trải nghiệm tí nhỉ? Đây. Food Thai oil massage. Túc túc men. Tôi gọi nó là quan tài di động. Ma thú. Khách sạn của mình ở là Novotel. Hình như là trước là mình cũng ở Novotel rồi. Nhưng mà không biết là cái này với lại cái đợt trước ở nó có giống nhau không. Nhưng mà hình như là khác. Tại vì Novotel ngày trước tôi đi thì nó có cái Ủa? Khách sạn mình ở đây mà. Đấy. Ủa có đúng cái khách sạn ngày xưa mình ở không nhỉ? Trước Novotel đằng trước của mình nó có cái quầy ăn. Lobby ở đây rộng ghê. Wow. Nhưng mà tôi nghĩ cái format nó cũng giống cái lobby cũ á. Ủa, trông này. Ủa, thế tính ra là cái chuyến đi này của mình nó bị chớp nhoáng ấy. Xong cái sự kiện là cảm giác là vèo phát đến tối. Tối ăn xong rồi đi dạo phố xong rồi sáng mai dậy loanh quanh lại về Hà Nội. Wow. Thế thì tôi chắc chắn là công không có gì để xem luôn. Đây tôi mới lên phòng rồi thì dạo qua cho anh em phòng tí. Phòng này thì nó cũng căn bản thôi, hai giường. Một giường của bố mình, một giường của mình. Nhưng mà ở đây có một cái hai phết. Nó vô theo thì anh em biết rồi, cái form nó vậy thôi. View. View ngoài khá là ok. Mình đánh giá là view này so với view đợt trước của mình thì mình thấy ổn hơn á. Thấy hay hơn một chút. Đấy, tranh thủ về tắm rửa một tí xong rồi 6 giờ lại đi ăn. Để xem là hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì nào. Yo, bọn mình vừa đáp xe xuống. Ở đây là một cái khu gì đấy trông kiểu có những quán ăn trông rất là đẹp. Hôm nay bọn mình sẽ được ăn một quán gì đấy. Và nghe nói rằng đây là một quán Michelin. Wow, lần đầu tiên tôi ăn một quán Michelin. Đây, mọi người có thể nhìn đằng sau nhé. Đấy, trông ok la đúng không? Trông kiểu view ấm cúng vậy. Được cái là nó hơi khác một chút so với lần trước mình ở. Hay sorry khác. Nó khác so với lần trước mình đi ăn ấy, cho nên là cũng vui. Nó không bị lặp lại ấy mọi người. Ui. Ông phải bắt mình á. Đồ ăn lên rồi. Không dục ngon rất là thừa. Như cái món này ăn rất là bắt cơm nha. Đây là một món đây là một cái loại, đây là cái loại mắm Thái này mọi người này. Đấy, nhìn là biết kiểu cái món đặc trưng kiểu mắm Thái đấy, ăn chấm với rau củ này. Đây là trông có vẻ là súp trứng. Cái này theo được anh giới thiệu đấy là món giống khâu nhục. Uầy, trông hơi mỡ nhưng mà tôi đoán là ăn cơm rất là ngon. Ok, đây là kiểu này trứng gì à, giống trứng cua đấy. Đen. Mực đen xì. Đây là mực bóng đêm. Cua. Trông có vẻ là signature của quán rồi đấy. Ở đây thì ăn rau dĩa. Hơi lay tay phay. Còn đấy món gì đấy bố? Cua. Uầy.
trải nghiệm mời cả nhà. Thịt cua không ạ? Chứ món này là món đặc sản của Phuket. Bốp ở đây Phuket là sẽ ăn món này. Ừ, bố ăn thịt cua thấy khác thịt cua nhà mình như nào? Thịt cua nhà mình ngon hơn đúng không? Bố tôi bảo thịt cua nhà tôi ngon hơn. Thua bạn á. Cho nên là mình thua. Chung á. Đây em mực này. Về Phú Yên đi. Phú Yên thì đã nấu. Mực thì trông khá là tươi. Hồi xưa là thịt cua này cũng chắc nhưng mà coi mặn nha. Cái túi mực này là mực bác mời mọi người ạ. Nó cay cay đậm đậm nhưng mà cái vị tươi nó không được ok lắm, có nghĩa là nó cũng tươi. Thank you. Ngon ha. Ăn được không? Nhưng mà vị tươi nó không được cảm nhận rõ lắm. Tôi sẽ làm thêm một miếng cua nữa nhưng mà trông cua kiểu của mẹ đầy thịt đấy, cua hơi mặn, 180 là nhiều. Cái lớn của nó là 670. Sao béo nào cũng là cái lớn. Cái lớn của nó là soi soi cho bạn. Thank you. Soi soi cho bạn. Ai chai đi các bạn uống rồi được. Ăn đi, cho anh trải nghiệm nha. Món nào cũng ngon. Ok, nhà mình ăn nha. Thấy mọi người khen món thịt kho tàu nhiều quá nên tôi cũng làm thử một tí cơm với thịt kho tàu. Cái này cành. Cơm đây thì họ đựng trong một cái niêu. Cái tiêu á. Vàng vãi. Và nó ngọt. Nó hơi thiên ngọt một chút. Ngọt nó ngọt kiểu dừa ấy đấy. Trời ơi. Trông thấy mùi Tết rồi đấy nhở, anh em trong Nam nhìn đúng kiểu thịt kho hột vịt. Nó mới là miệng thôi mà nó ngọt và nó quấn đấy nhỉ. Nó ngọt, nó thiên ngọt, nó hơi thiên ngọt đấy. Này tùy người đấy. Đa phần trong Nam thì sẽ thích cái vị này. Ngoài Bắc thì tôi không biết. Thịt cua thế nào? Có cho một chút mắm nữa. Ngon. Cái cua ăn với cơm thì ok rồi. Món này ăn với cơm cũng ngon à. Tôi sẽ tiếp tục ăn cái trứng á. Cái trứng nó có chút nước cốt dừa ăn thơm lắm. Ngon. Trưa nay ăn chưa được gọi là. Này do trưa mình ăn ít quá nhỉ? Tại trưa nay mình ăn chưa không gian đấy nó cảm giác mình ăn chưa đã lắm. Chưa mà trong tập tập kiểu. Nay chính rồi. Đây này chơi cái tiếp lọc ở Việt Nam. Tính ra món canh nước cốt dừa rất là đặc trưng nhé. Tôm trứng. Canh này có mùi vị nước cốt dừa đậm. Ăn nó lại dễ. Yo. Tuyệt vời. Nó phải gọi là mát đấy. Được của nó đấy. Ok. Với tôi là hơi ghê đó các bạn đây. Sợ vậy. Để đợi gió nha. Rồi như thế là mình ăn xong rồi. Bây giờ cái cái gì đấy? Nhiều massage luôn. Con Osmo này cũng gần hết pin rồi thì chắc là mình sẽ tạm dừng ngày hôm nay ở đây. Tại vì bây giờ bọn mình đi mua sắm một tí, đi xem đường phố tí xong rồi bọn mình cũng về thôi, hết pin.
Thế nên là tạm thời hôm nay ngày đầu tiên kết thúc đây, tôi cũng biết là có được bao nhiêu cảnh rồi. Ngày mai thì lịch trình sẽ là vẫn đi cái sông đấy, xong rồi đi đi chùa. Tôi không biết là còn sông thì có khác gì không, đàn cá có khác gì không, nhưng mà thôi kệ đi. Ngày mai chúng ta sẽ xem những con cá khác. Hả? Ok, thế đi có đẹp rồi, hôm nay đẹp quá rồi. Ôi bạn ơi, cái gì đấy? Good morning. Đây là sáng thứ hai mình ở Bangkok. Sáng hôm nay thì lịch trình của chúng ta sẽ là ăn uống này, tắm rửa và 8 giờ check out. Bây giờ thì 8 giờ rồi, bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị lên xe để di chuyển sang địa điểm đi tham quan ngày hôm nay. Trời ơi, cái chuyến đi nó chóng vánh thật sự luôn đấy. Tôi cảm giác tôi chưa làm được một cái gì cả. Hôm qua thì anh em biết rồi đấy, sự kiện thì nó cũng kéo dài kiểu do kiểu đội mình hôm qua là đến thứ tự khoảng tầm 150, cho nên là sẽ không được được ở trong cái tơn gọi là nó họ chia làm hai tơn, thì trận tơn 150 của mình là tơn sau đấy. Thế nên là còn ngồi xem Mathers nghỉ ngơi để thoát sâu các thứ. Trời ơi, đâm ra cả ngày hôm qua chả làm được cái gì cả. Thôi hôm nay trải nghiệm nốt một chút cái thời tiết, cái không khí của Bangkok, xong rồi là chiều về thôi. Yeah, và mọi người cùng di chuyển cùng mình ngày hôm nay nhá. Như thế là tôi lại quay trở lại con sông đấy. Ở trước mình nhớ thì mình đi ở cái bến từ cái giống kiểu trung tâm thương mại cơ, nhưng lần này thì đi từ bến của chùa luôn. Lên thuyền đây, lên thuyền đi. Thật sự bình tĩnh nha em. Sợ à, mày sợ à? Con người của sông nước như anh thì không vấn đề gì cả. Cái tour nó vẫn vậy. Đấy, em tính chiều nắng đấy. Bắt buộc nha, mọi người phải mặc áo phao gì mà hết. Yeah. Đúng rồi, vẫn là mặc áo phao. Mặc áo phao ấy. Ờ, bắt buộc. Sống cá, bắt cá. Đây, cái bộ sông này á, à, nó chia thành hai bờ. Dạ. Thì là cái bờ bên chùa, dạ, đứng gần kinh đô mới. À, thế là lại đi dạo sông không ạ? Mát vai. Nếu mà đến Thái Lan thì mình thấy là một cái khá đặc trưng ở đây, đó là mọi người sẽ đến và tham quan đi quanh con sông này, trong sông Chao Phraya này. Tại vì đây sông kiểu mạch chính, cho nên là đi xuyên suốt con sông này sẽ nắm được hết tất cả những cái tụ điểm chính của Bangkok, kiểu kiểu thế. Trên dòng sông này có nhiều người các bạn. À, ở giữa là cầu Sanh Dương. Cầu Sanh Dương là tượng trưng cho quân chủ lập hiến, có nghĩa là tượng trưng cho nhà vua. Dạ. Yeah. Kiểu đi đó thấy nào. Đẹp là phúc lệ chưa? Đây rồi. Bỏ nhiều lên, bỏ nhiều đó. Ủa, cá kia bơi ngược à? Ừ, chắc chắn là hiếm lắm á. Ấy, đùa, bánh đồ nó chơi được kìa. Nhiều lên. Cá này hơi buồn. Đây. Nhiều lắm. Đó. Bắt đầu nó thấy mùi, nó thấy mùi rồi á. Tới rồi. Nhiều lên. Để bắt đầu quay về rồi sao á? Quay về rồi.
quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây cho cá đây có vẻ ăn ok hơn á. Đấy, buồn em xuống đi. Ấy, đây nhiều này. Đây nhiều này. Ui, đấy ở đây nhiều hơn. Đây này anh em ơi, bọn tôi về cái chỗ gọi là nước nó nặng nặng. Đấy, chỗ này nước nó thì tính. Cá đây chỗ nó rất cá là nhiều hơn. Cẩn thận đi phải nha. To nhá. Ô có cá trắng này anh em ơi. Khi mà cá trắng xuất hiện là anh em mình sẽ gặp may mắn đấy. Hôm nay quăng lên 8 nhá. Hả? Tập có 8 siêu phẩm nhá. À. Tú bắt đầu biết nhiều thứ hơn rồi đấy. Lịch trình tiếp theo sẽ là đi vào tham quan chùa xong rồi ra sân bay tự túc ăn, có nghĩa là mình không đi theo ăn theo đoàn nữa mà đến sân bay thích ăn cái gì ăn cái đấy. Nên là nó cũng vèo chuyến đi vèo. Cho nên là tôi nghĩ là thôi nhở. Các bạn muốn xem tôi ăn ngoài sân bay không? Hãy xem nhá. Tôi mới đến sân bay rồi. Tình hình là nghe nói 4 giờ mới bay cho nên là chắc là phải đi ăn trước. Toàn thành phố Hồ Chí Minh thì vào trong rồi. Nhưng mà không sao, ở dưới quầy, dưới tầng 3 này thì tôi thấy là cũng khá là nhiều món ngon đấy. Loanh quanh mãi thì thôi tôi chốt tạm quán này, tại vì Tú nó ăn quán Chinatown rồi thì mình sẽ đến quán gì đấy liên quan đến Thái một tí, đồ ăn nó chuẩn Thái tí. Đây menu chính này. Đây là đồ bên Mỹ này. Không gọi bố cơm nhá. Cơm. Đây cơm này. Đây. Bố ăn cái phần nhiều thứ này gì? Ok. Một phần này đi. Tôi vừa thấy mì đây đây, nhìn mì này ngon ngon. Đấy hợp lý. Trong đồ Thái nó cứ màu mè hấp dẫn rồi đấy. Úi xì, cua. Ôi trời, sao cua bên này rẻ nhỉ? Cua mà có 450 bạt, 300 nghìn này. Xôi xoài nữa này. Xem nước luôn. Ê à, trà Thái, mua trà Thái uống. Chốt xong rồi. It's me. One rice. Rice? Yeah. And... beef noodle. Noodle, beef. Yep. Yeah. Trà Thái à? Bố uống nhé, uống thử. Đó là trà Thái. Đây là trà Thái. Đây mango. Xoài. Con kiểu con uống này bố uống lòng. Đây là trà Thái. Ủa, trông cái cốc trà Thái nó kiểu bị bự ấy. Ngon. Tôi để ý trà Thái bên này nhé, nó không có ngọt gắt và kiểu nó thơm. Ở Việt Nam mình đa phần mình uống mình cứ thấy nó bị ngọt ngọt kiểu gì ấy. Đây nó thơm lắm. Đây đồ ăn tôi đến được không ơi. Bát mì bò bự chà bá. Wow. Đây tôi cho ông xem luôn nhá. Mặc dù nhìn nó không giống trên hình nhưng mà cũng ok la. Ê nhưng mà cái sợi này nhìn nó giống sợi miến ấy nhỉ. Tôi thấy nó cứ kiểu nó trắng trắng ẩn ẩn kiểu gì ấy. Tôi lấy cho các ông xem. Thực sự là nó giống sợi miến. Với bới lên thì có thêm một xíu giá này. Bò viên này. Cái này là cục gân to, tôi thích ăn gân. Là giống tôi. Đây là miếng thịt thôi, thịt đơn giản thôi, chắc là tái tái một chút. Tôi thường tôi thích ăn mấy kiểu mì mà nó kiểu đại loại là nhiều các thứ linh tinh như thế này lắm. Đây rồi. À. Cơm của bố là cơm thịt chân giò. Ui, thịt chân giò này ăn thì thôi rồi đấy, dính. Bố ăn thử đi xem nào. Cơm thì chắc không biết là gạo gì nhỉ. Gạo Việt đấy.
đầm không ạ? Ngon. Ây à. Em nhớ còn thử cái sốt của nó xem. Không, còn chấm thử cái sốt. Sẵn cho con một nửa không? Con ăn một nửa thôi. Sẵn không, không ăn hết cả miếng đâu. Một tí thì con thử vị thôi. Con nhìn nó cứ kiểu màu nó cứ nâu nâu. Đây con miếng này. Cái này thôi. Đầm hơn đấy. So với lại thịt chân giò Việt mình hay ăn thì nó đầm hơn. Bố ăn thử miếng này con chả biết nó là cái gì ấy. Nó là sợi gì ấy. Bố ăn thử thôi. Đây này, ăn thử xem nó là sợi gì. Chưa phân biệt được. Miến ạ. Thế thì đúng là miến rồi. Thôi, tôi nghĩ tôi chắc không cho thêm cái gì cả. Ôi mời bố. Thử phát bò viên này. Thật tuyệt vời, nó như bò viên Việt Nam vậy. Con thịt tiêu vào. Ăn nó giống miến thôi, con thấy không phải miến. Miến. Miến ạ? Miến của Thái. À, thì đây là miến của Thái. Thịt bò chín. Úi, tái tái. À, nó cắn nó còn hồng nguyên. Ngon nhưng mà cảm giác hậu vị hơi ghê. Đồ cái món này thì hơi thiên ngọt một tí này. Trông kiểu đi công tác về dễ lên cân. Bao giờ cũng thế. Uầy, miếng thịt bò này. Đây là miếng bò hầm. Chúng ta sẽ thử băm miếng gân để xem như thế nào. Mềm. Ok đấy. Tôi thích nhất miếng gân trong bát này. Ăn đồ Thái xong sáng hôm nay tôi kiểu sáng ngủ dậy là hơi sôi động như kiểu 30 Tết vậy. Ăn mấy cái nước nước này cho đỡ không ạ? Uầy, còn một cục thịt gân nữa. Bố ăn thử miếng thịt này. Nó mềm mềm á. Thịt bò mềm á. Ăn đi. Hơi tới tới. Uầy, trông miếng thằn gân này. Ý, nó có cái lớp vân gân gân đó. Được. 9 điểm. Thôi xong tí tôi vào bên trong. Xong rồi tôi xem là có mua được cái gì nữa không nhá anh em nhá. Bán ở đây. Bán hết. Rồi cuối cùng thì cũng xong mấy thủ tục linh tinh và vào phòng chờ. Bây giờ mình sẽ có đâu đấy khoảng tầm 2 tiếng để đi loanh quanh mua đồ. Giờ không còn được tự thưởng cho mình những món đồ tranh trả như kiểu là nước hoa hay là túi đeo LV Chanel nữa rồi. Giờ mình chắc là xài hàng chợ thôi. Em đi với tôi nhé. Đây cái chỗ King Power này người ta cũng hay vào. Nhưng mà tôi thấy ở đây toàn bán rượu, Macallan các thứ này. Trông cũng nhiều thứ đấy chứ nhỉ. Cái quầy bán đồ trẻ em đâu ấy nhỉ. Cái tìm quầy bán trẻ đồ trẻ em kiểu con mèo biết nói chẳng hạn. Hôm trước tôi mua một con thỏ nhưng mà trông có vẻ là kẹo đập tan nó rồi. Uầy, bao giờ mình đủ tiền để vào Rolex nhỉ. Tôi thấy ở đây thực ra thì ở sân bay cái gì cũng có, nhất là sân bay Thái này. Thôi thì cứ vất xừ đồ vào ký gửi xong rồi đến đây rồi mua quả gì để mua. Đỡ phải đi đâu, đi Bixi hay là đi trung tâm thương mại nọ, trung tâm thương mại kia. Vô đây để mua có phải dễ hơn không? Uầy, tôi vẫn nhớ là trước cái chuyến đi Thái tôi bị Covid. Xong rồi cái hôm cuối cùng bọn tôi lang thang trong này.
người tôi như kiểu người chết ấy. À, không còn một cái gì luôn, không có một chút sức sống nào cả. Thôi, chúng ta sẽ tìm. Thôi, chúng ta sẽ đi tìm quán After You xem. Ui, đúng kiểu thế giới đồ ăn hoa quả của Thái Lan luôn đấy cốc ạ. Xôi xoài này, đây người ta đang làm xôi xoài này. Đấy, xôi xoài mà con. Xem bao nhiêu phải. Ui, nó có 3 màu luôn ạ. Ui, trông xôi xoài đây nhìn nó cứ mọng mọng nhỉ. Đây nhìn nó vàng đều như này mà bố. Đây khả năng cao tôi sẽ lấy một sách này. Một sách này nó có khoảng tầm 500. Thì mình sẽ lấy một sách này với lại thêm cả xôi mít mang về nữa nhỉ. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Trông hoa quả ngon, khả năng cao làm thêm cái hoa quả nữa. Ice. Tôi có một ước mơ là một ngày nào đó vợ yêu của tôi sẽ mua tôi một cái đồng hồ Rolex. Yeah. À, tôi đi loanh quanh nhưng mà tôi cũng chả mua được gì cho vợ với lại con. Tôi không biết là tôi có phải là một người chồng, một người bố tệ không. Nhưng mà tại vì là vợ tôi thì nhiều khi vợ tôi cũng chả thích đồ tôi dùng. Kiểu vợ tôi thích kiểu tôi đưa đi rồi mua cơ. Còn kẹo thì ở trong này nó hơi ít đồ chơi trẻ con cho nên là thôi bố cũng không mua được. Chủ yếu mua đồ ăn thôi, về cho mẹ con ăn vậy. Yeah, chúng ta sẽ tóm lại video này ở đây. Nó không có được nhiều những cảnh quay bởi vì mình đi khá là ít. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn EA Sports FC Online Việt Nam đã dành cho mình một chuyến đi tuyệt vời như thế. Và hy vọng là trong tương lai tiếp tục thì game vẫn sẽ tin tưởng mình để có thể gửi gắm thêm nhiều content hơn nữa. Rồi. Một chuyến đi khá là chóng vánh, nhanh chóng, vèo 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 vèo. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau với những vlog tiếp theo. Yeah, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.